rất là vui mà trong ngày Tết không thể nào chúng ta thiếu. Ngay bây giờ thì bây giờ Nguyễn Hân xin mời quý vị một tràng pháo tay để chào đón em Christina Trương trong nhạc phẩm Tâm sự ngày xuân. Hey Christina. Xin quý vị cho em một tràng pháo tay thật là rộng rã để mà lên tinh thần, tại vì lên đây không phải là dễ, quý vị biết không? Thank you.
con 11 tuổi. Rồi con học hát bao lâu rồi? Học hát 2 năm rồi và hát giỏi như vậy. Quý vị thấy không? Đây là những cái người thân phải cảm ơn những vị sinh thành của em đã dạy dỗ cho em không những nói được tiếng Việt mà hát được tiếng Việt hay như thế này. Thì có lẽ là bây giờ chị bái phục em. Bravo. Xin quý vị cho em Christina một tràng vỗ tay thật và lớn. She did a wonderful job, didn't she? Yes. Okay, chị mời em.